Xin chào các bác, ở video này lại giới thiệu các bác một chiếc âm ly mà nó rẻ tiền. Em đã nói trong rất nhiều lần trước đây, giới thiệu dòng âm ly Technic V40 và V60 hoặc Panasonic SUV460. Đó, đấy là những cái dòng âm ly cỏ mà nó có cái sử dụng máy VC4 các bác. Thì riêng những cái dòng âm ly này, Technic và Panasonic, hai cái dòng âm ly em vừa nói trên đấy các bác, trước mắt các bác đang là chiếc âm ly Technic V40 hoặc là V60, thì cái cơ bản nó vẫn giống hệt nhau về chất âm cũng như là công suất, nó đẩy lên nhau một chút thôi, nhưng với cơ bản chỉ cần SUV40 là đã quá dư sức rồi. Chiếc âm ly có công suất rất là tốt. Là thứ nhất, nói về phần công suất thì nó rất tốt để đánh những đôi loa Mỹ hay loa Nga. Công suất của nó là 125W, còn con V60 nó là 200W. Thì 125W này cũng thoải mái để chơi những đôi loa Mỹ JBL như vậy. Nhấn mạnh các bác là những đôi JBL L40 hay là những dòng control monitor 4312, 43 L100 Century vân vân, thì những cái dòng loa Mỹ như vậy, JBL như vậy, nó có một cái chất âm, thứ nhất là độ nhạy của loa rất là tốt, thứ hai là một chất âm tiếng bass nó dày và trung nó rất là tốt. Nhấn mạnh là trung âm và trung cao, giải mid cao các bác, rất là tốt. Nhưng nhược điểm của nó lại là chính là cái đó. Thứ nhất là độ nhạy cao, và thứ hai là mid và trung tốt, dẫn đến mid cao và trung tốt, dẫn đến là nó rất bị lồi tiếng, dễ bị lồi khi mà phối ghép. Thứ hai là tiếng bass nó dễ bị ù hoặc là bị rền, nó có đuôi. Đó là những đôi loa mà có độ nhạy cao, mà đặc trưng là những dòng loa control monitor hoặc L100 Century thì nó trung giấy, chét giấy. Nó rất dễ dính phải cái vấn đề khi các bác ghép, kể cả những chiếc âm ly đắt tiền luôn. Rõ ràng là âm ly rất đắt tiền nhưng mà lại không thể kiểm soát được tiếng bass. Nó bị dính bass hoặc là nó bị nghẹt bass, không ra bass được. Đó là đặc trưng của những đôi loa Mỹ mà độ nhạy cao. Nhưng với chiếc âm ly Technic SUV40 không hiểu cớ làm sao mà nó, tuy nó rẻ tiền, nhấn mạnh với các bác nó là hàng bãi rẻ tiền, chứ nó khi mà giá xuất xưởng nó cũng khá là cao. Và thứ hai là nó là dòng âm ly mặt đen, nó đánh vào cái phần phân khúc là chất lượng âm thanh. Những dòng âm ly mặt đen class AA này của Technic hay những dòng mặt đen nói chung của các hãng Sansui hay là Sony vân vân, thì nó là những dòng âm ly đời cao. Nó sẽ khai thác được những đôi loa đời cao hoặc những đôi loa có giải tần đáp tuyến rộng. Đó là cái mấu chốt, chúng ta phải biết điểm mạnh của những chiếc âm ly để chúng ta đánh vào nó, chúng ta khai thác điểm mạnh của nó. Và những chiếc âm ly này tuy giá hàng bãi nó chỉ có, đây như con này nó xấu mặt các bác nhá, mặt lưng nó xước ở trên đây. Đó, thì giá chỉ có 1,6 triệu thôi. Bình thường giá nó khoảng hơn 2 triệu hàng đẹp. Đấy là nói về phần ngoại hình, còn phần máy móc ruột gan thì nó hoàn toàn đảm bảo chất lượng, còn nguyên trạng như nhà sản xuất, các bác yên tâm, không hề ảnh hưởng đến chất âm. Và chiếc âm ly này giá chỉ 1,6 triệu. Đặt ra câu hỏi là giá chỉ 1,6 triệu cho đến 3 triệu như vậy, nó có khai thác tốt những đôi loa JBL không? Nhưng các bác cứ yên tâm đi, với cái số tiền đầu tư các bác chỉ 1,6 triệu và 3 triệu, các bác có những đôi loa JBL Mỹ như vậy, hay những đôi loa Mỹ các bác muốn trải nghiệm âm thanh nó tốt và số tiền đầu tư nó rẻ, hoặc các bác đang có những chiếc âm ly đắt tiền rồi nhưng các bác muốn mua một chiếc âm ly rẻ tiền về để mà các bác tham chiếu so sánh, để cho các bác thấy được, nhận ra là cái âm thanh này nó rất là muôn biến vạn hóa và nó rất là hay. Nó rất là nhiều cái phương án, và chính vì thế nó tạo lên cái một cái gọi là cái gọi là thế giới âm nhạc không bao giờ có điểm dừng. Đây, chiếc âm ly này nó chỉ có 1,6 triệu thôi các bác nhá. Đó, nó đang bị xước này, em để các bác giá 1,6 triệu thôi. Bình thường giá nó là 2,4 triệu hoặc là 2,3 triệu, nói luôn là giá 2,3 triệu đi. Với chiếc âm ly 2,3 triệu thì nó đánh đôi loa JBL L40 nó như thế nào, thì bây giờ em sẽ mời các bác cùng thưởng thức chất âm. Nhấn mạnh với các bác là tiếng của nó thì đánh vào JBL thì khỏi phải nghĩ luôn, nhất là những dòng monitor các bác nhé. Và đôi loa các bác là đôi loa các bác đang xem là L40, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, giá là 12,500,000 đồng từ e-căng cho đến loa, đẹp như mới, còn nguyên cả catalog của nó các bác. Và bây giờ em sẽ mở các bác nghe thử một bài. Các bác để tiếng bass, tiếng tép, tiếng trung. Ngày đây mới gọi là tiếng của JBL các bác nhé. Tiếng bass và tiếng tép của JBL nó phải như vậy. Những bụi tan trường thường hay
tìm nhau say mơ ngày sau. Nhặt cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá. Say xưa trao nhau kỷ niệm phút giây ban đầu, tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Bát em để hướng 12 giờ. Tôi đến tìm em để tự giả lên đường. Chưa bật lâu lớn. Không hề bật lâu lớn. Người lại khô. Không bật lâu lớn các bác nhá. Đánh khỏi phải nghĩ luôn. Mai xa cách ngàn phương. Cuộc đời sương gió chiến tranh nơi miền xa qua những vùng xa lạ quá. Quê hương bao la những chiều đóng quân ven rừng gặp hoa trắng ngày xưa thương em nói sao cho. Vì tình chỉnh em cũng để ở mức trung tính là 12 giờ. Nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lòng gió người em đã ra đi không nói lời biệt ly. Trường xưa giờ vắng bóng, xóm đạo hết chờ mong. Ôi xót thương bồ bờ, dặm về gieo sầu nhớ, mang theo xác em thơ. Bao ước hẹn ngày xưa, chuyện vui buồn hai đứa, giờ còn riêng mình tôi. Còn đâu người yêu, ôi hoang vắng điều hiu. Nhặt cành hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên nấm mộ xanh cỏ lá. Em ơi nhớ hoài nhớ nhau muôn đời. Vì chinh chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi rồi. Để tiếng bát đánh rất uy lực, dày, căng và tròn, đúng chất bát của JBL. Và tiếng ép, tiếng trung ngọt ngào uyển chuyển. Đó là những cái âm thanh tuyệt vời các bác ạ. Và chiếc âm ly giá chỉ 1.6 triệu. Rồi bây giờ em xin kính chào các bác. Nhưng có ai đâu ngờ một chiều mưa lộng gió người em đã ra đi. Nói lời biệt ly trường xưa giờ vắng bóng xóm đạo hết chờ mong. Ôi xót thương bồ bờ giặc về gieo sầu nhớ mang theo xác em thơ. Bao ước hẹn ngày xưa chuyện vui buồn hai đứa giờ còn riêng mình tôi. Đâu người yêu, ôi hoang vắng điều hiu. Nhặt cành hoa trắng xót xa tôi cài lên trên nấm mộ xanh cỏ lá. Em ơi nhớ hoài nhớ nhau muôn đời. Vì chinh chiến ngược xuôi nên em cách xa tôi